Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Chiều ngày 3 tháng 3, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức chốt chặn, truy bắt 4 đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng tại huyện Bầu Bàng. Gần 12 giờ cùng ngày, bốn đối tượng đều mặc quần dài, áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt, đi trên hai xe máy tới tiệm vàng BQ trên quốc lộ 13 thuộc KP Bầu Long, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Tại đây, nhóm người trên dùng một đồ vật có hình dáng giống súng rulo đe dọa những người có mặt và cướp đi số lượng lớn vàng với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Sau khi gây án, nhóm người trên đã lên hai xe máy hiệu Yamaha Exciter Màu đỏ và trắng tẩu thoát khỏi hiện trường, chia ra nhiều hướng để bỏ trốn. Thời điểm xảy ra vụ cướp là ban trưa, người dân qua lại vắng nên không ai để ý. Biển số xe của nhóm này cũng được camera an ninh ghi lại gồm 93P230781 và 54N15536. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường truy bắt các đối tượng. Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng gây án có 4 người, gồm 2 nam, 2 nữ. Thời gian gần đây trên cả nước đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tiệm vàng. Gần đây nhất vào ngày 29 tháng 2, tin từ Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đang truy xét một thanh niên vào tiệm chơi game rồi dùng dao khống chế thu ngân để cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu và camera ghi lại, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 27 tháng 2, tại tiệm bắn cá HL trên đường Trường Trinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, có một thanh niên đội nón bảo hiểm màu trắng đỏ, mặc áo khoác đen, đi từ ngoài đường vào tiệm giật chiếc điện thoại di động hiệu Oppo giá 10 triệu đồng của cô gái phục vụ trong tiệm game. Sau đó, thanh niên này đi đến quầy thu ngân, rút con dao Thái Lan mang theo đe dọa chị ZTBT là thu ngân của tiệm và yêu cầu chị T đưa tiền. Chị T làm theo yêu cầu, mở ngăn kéo của bàn làm việc ra để lấy tiền, nhưng chưa kịp lấy thì thanh niên này đã giật lấy số tiền 24,75 triệu đồng và bỏ lại chiếc điện thoại đã giật trước đó rồi tẩu thoát. Công an thành phố Văn Thiết đã triển khai lực lượng thu thập thông tin, lấy lời khai của người có liên quan và khẩn trương truy xét. Theo thông tin được biết, bước đầu công an đã xác minh và xác định được kẻ nghi vấn, tuy nhiên người này hiện không có mặt tại nơi cư trú. Hay như trước đó tại thị trấn Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 11 năm 2023, tại tiệm vàng MT xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp vàng. Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, phối hợp với công an các đơn vị địa phương nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Trong đêm, công an đã bắt giữ lại Thế Việt, 21 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khi Việt đang trốn ở Tiền Giang. Đối tượng còn lại là Huỳnh Hải Quang, 37 tuổi, ngụ khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh. Trên đường tháo chạy đã bị tai nạn giao thông ở xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và tử vong tại chỗ. Cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh thu giữ hai khẩu súng, 75 viên đạn trì, một xe ô tô, nhiều đồ vật có liên quan, tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích khiến hai mẹ con bị trọng thương. Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Hát, 51 tuổi, và bà Dương Thị Đê, 75 tuổi, mẹ đẻ chị Hát cả hai cùng trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn. Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Tích, 51 tuổi, chồng chị Hát. Người này đã dùng hung khí tấn công vợ và mẹ vợ. Theo lãnh đạo địa phương, Tích là lao động tự do, thường xuyên trụ chè và hành hung vợ con, không chịu được sự bảo hành của chồng nên chị Hát đã về nhà mẹ ruột để ở. Khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 3, sau khi uống rượu, Tích đã tìm đến nhà cụ đê và yêu cầu chị Hát trở về nhà. Tuy nhiên, chị Hát không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lúc này Tích đã dùng dao tấn công khiến chị Hát bị thương ở mặt, tay, bụng. Còn cụ đê cũng bị thương tích ở vùng bụng. Sau khi sự việc xảy ra, Tích đã rời khỏi hiện trường, cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo lãnh đạo xã Thái Sơn, vụ việc khiến bà Hát và cụ đê bị thương rất nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Bắc Giang, hiện đã qua cơn nghi kịch. Nhận được thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã có mặt xử lý vụ việc, đồng thời truy tìm Nguyễn Văn Tích. Quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ở thôn Ngọc Thành 2, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa ẩn náu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã lao lên nóc nhà. Nhận tin báo, lực lượng công an đã vận động thuyết phục nhiều giờ, nhưng đối tượng không hợp tác, cố thủ trên nóc nhà nghỉ. Đến khoảng 18 giờ 30 phút tối 2 tháng 3, Tích đã nhảy xuống đất bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định. Mới đây, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ loạt hình ảnh, ghi lại hoàn cảnh một gia đình gồm 7 thành viên được ghi nhận tại Làng Sơn. Theo đó, gia đình này gồm hai vợ chồng và năm người con nhỏ cùng đèo nhau trên chiếc xe máy với nhiều vật dụng từ tỉnh Điện Biên đến cửa khẩu Tân Thanh, Làng Sơn để tìm việc làm trang trải cuộc sống. Suốt chặng đường 600 km chủ yếu đèo dốc, thời tiết lại rét buốt, cả gia đình 7 người trên chiếc xe máy cũ khiến ai cũng xót xa. Thấy hình ảnh này, nhiều người đã chụp ảnh gia đình này và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, loạt hình ảnh đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã ngỏ ý muốn giúp đỡ hỗ trợ gia đình. Không những vậy, sau khi bài đăng được lan tỏa, điều kỳ diệu đã xảy đến với gia đình đông con này. Qua tìm hiểu, loạt hình ảnh được ghi nhận thuộc về gia đình của anh Sùng Phó Tủa ở bản Suối Voi, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Theo thông tin được biết, Hội Thiền Nguyện Hữu Lũng Làng Sơn đã liên hệ với Trung tâm Hy vọng để hỗ trợ cho gia đình này. Cả 7 người trong gia đình sẽ được đưa về Trung tâm Hy vọng để có chỗ ăn ở trong những ngày thời tiết giá lạnh. Sau đó, khi gia đình đồng ý và hoàn thiện các thủ tục với chính quyền địa phương, đại diện Trung tâm Thiền Nguyện sẽ tìm việc làm cho hai vợ chồng anh chị, đồng thời nhận nuôi 5 đứa trẻ. Ông Nguyễn Trung Chắc, người sáng lập Trung tâm Hy vọng xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng, tỉnh Làng Sơn cho biết, Hiện gia đình 7 người đang được ăn nghỉ tại trung tâm dành cho trẻ mồ côi do ông sáng lập. Sau khi hỏi chuyện, ông chắc được biết, hai người quê Sơn La nhưng định cư ở Mường Nhé, Điện Biên đã lâu. Ngày xưa, anh chồng từng đi bốc vác thuê ở cửa khẩu Tân Thanh, nên lần này anh đưa vợ con quay lại với mong muốn kiếm việc làm. Sau khi nhờ công an huyện Hữu Lũng xác minh từ phía địa phương của cặp đôi này, ông chắc được biết nguyên do gia đình dắt díu nhau đi kiếm việc là để trả món nợ 50 triệu đồng mới đây chủ nhà đề nghị anh ấy phải trả nốt số tiền trong vòng mấy tháng nữa nếu không coi như sẽ mất cả số tiền cọc kia hai vợ chồng muốn đi làm để kiếm tiền trả nợ nhưng ở nhà không có ai trong con nên đã mang cả năm đứa trẻ đi cùng ông chắc cho biết sau khi gặp gỡ ông đã ngỏ ý mời cả gia đình tá túc tại trung tâm hy vọng mặc dù không nói được nhiều tiếng kinh nhưng hai vợ chồng tỏ ra vui mừng và đồng ý ông chắc nói nếu muốn ông có thể bao bọc cả năm đứa trẻ cho chúng đi học với điều kiện hai vợ chồng phải về quê, lấy đủ giấy tờ để làm thủ tục cho bọn trẻ. Chị vợ có thể ở lại trung tâm chăm lo cho các cháu nuôi gà, trồng rau, tăng gia sản xuất. Chúng tôi có thể tìm được công việc phù hợp cho anh chồng ở quanh huyện Hữu Lũng. Tuy nhiên, ông chắc thấy hai vợ chồng vẫn lo lắng về khoảng nợ 50 triệu đồng. Vì thế, ông cho biết đang tìm cách kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình khoản tiền này. Còn việc có ở lại trung tâm hay không là tùy họ quyết định, ông nói. Người sáng lập trung tâm cũng cho biết, trước mắt ông đã bố trí một phòng riêng cho gia đình ăn ngủ để ổn định sức khỏe trong vài ngày tới. Ông cũng cho năm đứa trẻ vui chơi giao tiếp cùng những đứa trẻ ở trung tâm để xem khả năng giao tiếp tiếng Kinh của chúng như thế nào. Nếu cho các cháu đi học ở đây, chắc là các cháu phải mất một thời gian dự thính để quen với ngôn ngữ thì mới học được. Ông chắc cũng chia sẻ thêm rằng, trung tâm ở Hữu Lũng của ông có 30 trẻ, trong đó 22 trẻ đang học phổ thông, 8 trẻ đang học cao đẳng đại học tất cả đều là trẻ mồ côi. Nhưng xét thấy hoàn cảnh của vợ chồng anh Tủa rất đáng thương nên ông sẵn lòng giúp đỡ. Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị gãy cột sống do tai nạn trong lúc hái tiêu. Một trong những bệnh nhân nói trên là chị Phùng Thị Liên, sinh năm 1986, trú tại xã Quảng Phú, huyện Crono, tỉnh Đắk Nông. Cách đây khoảng một tuần, chị Bắc Thang leo lên hái tiêu trong diện tích dãy của gia đình. Trong lúc đứng trên thang hái tiêu, không may thang bị trượt Khiến chị Liên ngã từ độ cao 5m xuống đất. Ngay sau đó, chị được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng đau buốt, không cử động lưng được. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán chị Liên bị gãy hai đốt sống và được chỉ định phẫu thuật để xử lý vết thương và điều trị kịp thời. Tương tự, chị Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1972, trú tại thôn 13, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cũng không may bị té ngã trong lúc hái tiêu. Chị Nhung chia sẻ Hôm đó, tôi đang ngồi trên ngọn thang cao 3,5 mét để hái tiêu, thì thang bất ngờ bị nghiêng một chân ngả ra ngoài. Lúc này, tôi bị té xuống đất, dẫn đến khó thở, đau buốt, bị tê cột sống, hai chân và không nói được. Thấy vậy, những người đi làm cùng đã gọi cho người nhà đến đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, các bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy một đốt sống, chen ép tủy và được chỉ định phẫu thuật gấp để điều trị kịp thời. Hay đó là trường hợp của bà Võ Thị Huệ, sinh năm 1967, chú tại xã Ea Đờ huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, bị dập hai cột sống sau khi té từ trên thang xuống đất. Bà Huệ nhớ lại, vào ngày 23 tháng 2, trong lúc trèo lên chiếc thang cao 3 mét để hái tiêu trên dãy của gia đình, thì luồng gió lớn bất ngờ kéo đến, khiến chiếc thang bị lật ngã ngửa. Cùng lúc đó, tôi bị hất văng xuống đất. Sau khi được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bà Huệ bị dập hai đốt sống và được chỉ định phẫu thuật bác sĩ huỳnh như đồng trưởng khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết sau khi phẫu thuật sức khỏe của các bệnh nhân đang dần ổn định hồi phục tốt các bệnh nhân đỡ đau nhiều có thể tập đứng tập đi lại được và không có dấu hiệu để lại di chứng cũng theo bác sĩ Đồng cho hay, từ sau Tết Nguyên đán năm 2024 đến nay có hàng trăm trường hợp được đưa vào bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu, điều trị do tai nạn trong lúc hái tiêu, trong đó có nhiều bệnh nhân bị gãy tay, gãy chân, vừa gãy cột sống, có trường hợp bị chấn thương sọ não, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 5 đến 10 trường hợp, trong đó có nhiều bệnh nhân phải chỉ định mổ cấp cứu để can thiệp kịp thời nhằm ngăn chặn các di chứng. Theo bác sĩ Đồng, nhiều trường hợp sau khi bị té ngã trong lúc hái tiêu dẫn đến gãy cột sống nhưng không nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám, điều trị kịp thời mà ở nhà đắp lá đắp thuốc. Đến khi được đưa đến bệnh viện muộn thì di chứng rất nặng nề, có thể bị liệt hai chân, bí tiểu tiện và đại tiện, dẫn đến quá trình cấp cứu, phẫu thuật điều trị cho những bệnh nhân này gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian. Do đó, nếu không được can thiệp điều trị kịp thời nhanh chóng thì không những ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân mà còn tốn kém tiền bạc của gia đình từ những phân tích nói trên bác sĩ đồng khuyến cáo mỗi người dân cần phải mua bảo hiểm y tế cho riêng mình để khi không may bị tai nạn vào bệnh viện điều trị phẫu thuật sẽ đỡ tốn kém đỡ chi phí của mỗi ca phẫu thuật cuộc sống lên đến mấy chục triệu đồng mặt khác người dân cần phòng bệnh hơn chữa bệnh người dân đi hái tiêu cần trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động để nếu có té ngã thì sẽ không để lại thương tích nặng nề bác sĩ đồng nhấn mạnh